Vâng, mình chào các bạn. Hôm nay bọn gia đình Vượng này đi xuống thăm vườn của em Long ở ngay cạnh sân vận động Mỹ Đình các bạn ạ. Đây, đứng đây ngó thấy sang sân vận động Mỹ Đình. Đó, sân vận động Mỹ Đình ngay đây các bạn ạ. Thấy ra thì xanh. Em Long này thì cũng mới bắt đầu vào cày được một thời gian. Thì vườn của em cũng đa phần là những cây phôi, rất nhiều phôi. Và em cũng đã từng đi vào miền Trung, vào Huế, vào các khu miền trong để sưu tầm rất nhiều những cây tán tầng về để tiếp tục khai phá, khai thác ra những cái tiềm năng, những cái cây lối mới đấy các bạn. Vào cái đây, cây si đây, cái dãy này đây, toàn những cây tán tầng. À đây, chắc con này thì này em mới mang về đây. Rồi, chào em nhé, em Hùng. Hello anh. Thế cái này là em định vật dáng à? Đấy, em đang vật như này, chuẩn bị trồng như này luôn, em bóc đất là trồng thôi. À, thế à? Vâng. Đấy, anh em mua cây tán tầng về phá ra xong đi vật dáng, đảo dáng. Đấy, quan trọng là cái ý tưởng. Vâng. Khai thác ra từ một cây tán tầng sẽ là một cái nguồn nguyên liệu quý cho tất cả những cây phôi. Quan trọng là anh em khai thác được nó ra. Vâng. Quay thôi. Đấy, còn ví dụ cái cây như này thì em trồng nguyên bản. Đấy, còn tiếp tục một cây tán tầng em mới lấy về rồi. Lấy nó đơn giản thôi, có thể soi tiết tấu lên ra mầm. Cây nó khá đặc biệt. Cái này cứ giữ nguyên làm cái trực như thế này em. Vâng. Thế mình bóc lại các cái vai thôi, vệ tinh nhân thôi. À. Con này thì nó dữ liệu hơi ít nên không vật được. Thế còn cái phần phía dưới này cũng cứ giữ nguyên tay này à? Em sẽ bóc bớt gì? Vâng. Để phân tay. Kia, ví dụ như em sẽ bóc mạch lạc các cái vai mới đừng tạo ra những cái đường chạy nó khó một chút. Cái này giờ các em có giao lưu những cái đô này không? Cơ bản em vẫn giao lưu. À. Vâng. Thế là gặp khách mà ưng ý thì vẫn cứ giao lưu đúng không? Dạ vâng. Thế em có thể đọc số điện thoại cho khán giả tiện liên hệ không? Có em là 0939 139 666. Rồi, có gì thì mọi người liên hệ với em Hùng nhé. À, em Long. Long. Em Long ở sân vận động Mỹ Đình. Sân vận động Mỹ Đình. Đó. Rồi, cảm ơn anh. Rất là nhiều những cái phôi tán tầng. Em thì chủ đạo là phôi nhiều tại vì em cũng mới dựng vườn. Em vào cấy bắt đầu được lâu chưa em? Em vào chắc đâu đó được quanh 3 năm. 3 năm à? 3 năm. À. Còn đi sưu tầm khắp nơi các cái phôi đây nhỉ? Vâng. Đây, anh thấy vườn này em đa số phôi là chính. Vâng, em tán tầng và phôi trực hóa là gì ạ? Tán tầng với trực hóa này các bạn ạ. Mùa này thì đang um tùm lắm. Vâng. Nó khó nhìn. Tại vì họ giờ mới về lọc, cắt phá, sau đó nuôi lại các mầm. Cũng là mục đích là nuôi nhiều cái mầm thở để cho cây nó biến hóa. Đó. Nên bây giờ thì nó rất là khó nhìn. Đấy, con này có những cái đường uốn chạy đá này. Mới vào thành ra nó cũng chưa có cây chấn vườn. Còn toàn là phôi nhiều các bạn. Tham quan cái vườn phôi này. Những cây tán tầng, cây trực hóa. Tất cả là những cái nguồn nguyên liệu, dữ liệu. Hôm nay là mưa. Mưa quá, với lại họ mới phun thuốc đây các bạn này. Nó cứ đen xì lá này, giờ sơ vào là quần áo nó đen xì nó bẩn hết. Thành ra là thôi bonsai Linh Vượng cứ như mọi khi đi nó vạch vén ra để trong xem bên trong có gì. Nhưng hôm nay thì cứ quay các bạn xem hình dáng bóng cảm nhận. Nó khó có thể vạch vén được ra vì nó bọt quá các bạn. Nó đang mưa lại phun thuốc, nó đen. Xem có cái gì nó hay hay thì soi kỹ cho các bạn.
ứng trực rất là nhiều những cái đồ tán tầng đấy, cả bên kia. Những cây như thế này thì cần phải có thời gian 5 tháng. Và đặc biệt quan trọng nhất đó là cái tư duy để khai phá, định hướng cho những cái tác phẩm sau này. À đây em cũng có rất nhiều những cây dúi này, ủ những cây dúi rất to. Đây là những cái ngọn dúi đồ sộ. Bây giờ họ kỹ thuật rất tốt, ươm ủ những cái ngọn cũng sống, rất đẹp. Chỗ em long này nó là cái nguồn nguyên liệu những cái phôi. Chuyên gia về phôi. Anh em nào mà thích khám phá hoặc là thích mua phôi về để tiếp tục xử lý đục đẽo, tiếp tục khai thác thì tham quan cái vườn của em long. Có con này là sẽ tiêm lắng này. Đấy, từ nãy bọn xa đi vượt đi mới thấy một con này. Sẽ là một con tiêm lắng. Đây nó có cái đường thân pháp nó rõ ràng, nó có những cái đường nét. Đấy, nếu về lo về dài đây sẽ là một con tiêm lắng. Bạn Hùng ngắm được cái đào chưa? Đang xem. À. Mùa này à, đây là một con trực. Chưa được mở được hết nên thành ra là vẫn hơi khó nhìn đấy nhỉ. Ừ. Hôm nay nó lại phun thuốc nhiều thì cũng ngại ngại tạch biến ra. Chả phun thuốc, chưa phun thuốc đâu. Có à. Bác kia vừa rồi bác ấy phun cái thuốc đen đen gì. Ừ, cái thuốc đen đen gì đấy. Như là dưỡng lá, dưỡng ấy gì. Sợ sơ vào nó lại đen. Nó lại không bẩn đấy ạ. À thế à? Nó khô lá. Thấy mới mưa thế đen đen long loang. Đấy là một con trực. Đấy con này thì cũng được đấy. Em phá ra từ một con trực liên chi cổ. Ừ. Cũng khá đạt. Tại vì nó có dữ liệu rồi nhỉ. Vâng. Hòm hòm có những cái dữ liệu, cái chi tiết. Vâng. Rồi nhanh xong cây. Vâng. Xây dựng lại xong làm cái bệ nó ấm ấm lên chút nữa. Rồi bắt đầu nuôi. Ừ. Đạt để nuôi. Còn những cây này giờ đang mầm thở, đang mọc kín cây rồi. Vâng. Cái này em mới cho lên được đôi 3-4 tháng. Ừ. Đấy, một cái vườn chuyên phôi. Cho anh em có thể đến tham quan. À, đây, con này được rồi này. To mà già này. Chất đấy, con này được đấy. Con ong phá. Con này được cái... cũng già các bạn ạ. Lục lạc. Được một con ong to như thế này giờ này, mà làm là cũng được. Đấy được thấy được con này. Đấy một con hai thân đây. Con trực hoành. Đấy từ nãy giờ thấy có con kia tương lai đấy. Không ạ. Xem cái con ý được. Cái mắt bên kia đẹp. Cái mắt bên này ở những cái mặt. Vâng, bên kia. Cái mặt chưa nó mở là cái mặt. Mặt bên kia kìa. Vâng. Đó thì nó có cái sâu coi mà cảm giác. Ok đấy, đây này. Đấy, mở cái mặt tiền chính đây này, vị trí này này. Đấy, nó mở được cái mặt trời hai chẳng nữa nhìn cây cũng được. Ngoài kiệu cao nó tôn dễ lên phát là nó đẹp, nó vâng. Hồi gom cái cây ra. Con này chân bệ cũng khá đạt. Ừ. Đóng thắt đẹp. Con này mà lên đá nhẹ mà bắt được cái dáng nó thì rất hay. Con này toàn báo tiền em. Con này thôi kim kín nhá. Ừ. Vì đâu lại có khách giao lưu. Vâng. Em mời các bác đến vườn em thăm chơi uống trà. Có gì thì anh em cứ đến ngắm các bạn ạ. Đủ duyên đấy ạ. Anh em nào có tư duy phá tán tầng thì đến đây này. Em mới sưu tầm được rất nhiều tán tầng về. Tiếp tục phá.
và một cái dúi vừa sưu tầm về, cũng mua với cái giá 32 triệu, rất hợp lý. Đây là một cái ngọn dúi các bạn, ươm ủ sống khỏe, được cái thân cũng lu cục u biếu, thân pháp méo mó. Và bonsai linh vượng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.